ta đi ăn cá hoàng đây sao anh đứng âm thầm không mà rẻ quá 129 không hết luôn hả? Có bao tử cá luôn. Xuất sắc nha. Xuất sắc đẹp đó. Bao tử cá bên em là to không ạ? Dạ đúng rồi. Anh nhìn đi mình thích tập riêng mà con cá nó cũng phải to. Mà anh nghĩ là mai sẽ quay cho mai sẽ quay cho hai vợ chồng. Mai đi Hà Nội rồi. Dạ hả? Mai đi Hà Nội. À thì trưa đây. Trưa đây mới quay mà. Sao? Trưa đây ăn được không? Ăn được đâu. Cái đó là em phải. Ta điểm bữa sau nha, bữa sau. Không, tụi em đã sợ, tụi em đã sợ sẵn rồi. Có nghĩa là anh đến thì chỉ bỏ đạn. Còn nếu như mà anh lười á thì anh để nguyên ra là anh bỏ vào xào lên. Có hai dạng, một dạng là tự xào hay là xào sẵn. Chứ anh ăn xào giỏi là ngon. Nó nóng đó phải không? Nóng ngon. Cá rất là ngon. Nhưng mà cá đó là cá gì vậy? Cá này. Ngon lắm. Nó tập gym nha, nó cao trên 3 kg. Ở đâu mà có cá lăng này? Có hai dạng, một là tụi em lấy ở vùng Kinh Quang Đồng Nai. Thì mới là mạng 2 là tụi em để miền Tây. Nhưng mà lên tay miền Tây nó là bị lũng lụng lên đó mà ngon. Em phải đi chợ em lựa. Em ăn chưa gì? Em ăn 2 lần rồi ạ. 2 lần rồi anh ơi, to lắm. Dạ. Nó to như em gì đó. Nó to như em gì đó. Nó cũng ngon như em luôn. Nó cũng ngon như em luôn. Nó cũng ngon như em. Nhưng mà ăn nha anh, sợ mặt. Ăn. Là sao? Em ăn. Em giúp ba mẹ ba mặt quá rồi. Cô nó kè chứ mà ăn nhiều nhiều thiệt. Còn ngon. Dạ. Mà bữa anh ở cũng đông lắm nên đông lắm. Hôm qua là 20 tháng 10 là đông lắm. Bữa anh lại là còn đúng một chỗ của chồng em. Ủa vậy hả? Một bàn á. Em có lộn quá được sao anh nhắn cho em. Nhắn cho em thấy gì anh thích kiểu Facebook của con. Có chắc có. Thấy anh sẽ ngồi. Em có kết bạn với anh chưa? Thôi một bình lưỡi. Rồi nha anh. Kim Tử Long nha, tụi em kết em đài thỉ anh. Anh ơi anh ép em đi mà em. Ồ xong rồi nhắc cho nó thấy anh xuất hiện. Em có bà quán anh ăn luôn. Ừ anh có thấy tụi nó nói. Tụi nó nói có chỉ của anh. Nè anh ơi em mù dễ sợ nè, em ép anh luôn nè. Trả lời. Em nhắn tin vô đi nè. Đó trả lời nhắn tin vô đi mà đi. Chào anh Long em là nhắn lần nữa đừng nên đi. Nhắn đi. Nhắn vô cái là anh coi liền. Đó. Anh vô anh ép em cái để chúng ta là bạn với nhau. Nhà em của anh không chỗ anh ăn quá đã. Ngon lắm em, chỗ đông lắm nha. Không nghẹt luôn á. Không nghẹt. Không nghẹt luôn mà ăn quá đã. Mà em còn phải qua uống cà phê đi Tử Long nữa. Cà phê. Cái ở đó nó rất ngon. Anh chỉ cho anh say cà phê đi Tử Long ngon lắm. Qua thử. Chưa qua. Chưa qua. Chưa qua ăn mới ăn buffet à. Bữa nào đó. Giờ đó luôn. Vẫn nguyên lớp đi anh. Con cà phê của anh nó rất là dễ thương. Giá cả mềm mỏng. Hợp lý. Anh có cái bánh xì cà phê. Hả? Bánh mì ngon lắm. Lớp lớp gì anh nhặt, lớp sữa hay là gì nhặt, lớp nguyên liệu gì đó lên. Bí quyết. Bí quyết mà đưa vô nướng ra nó giòn ruột mà nó có thịt keo. Đã em. Ồ mà anh kèm vô bánh mì sao quyết để nó chín. Bữa nào em ghé. Dạ dạ dạ. Chỗ em gần đây bữa nào ghé. Chúc anh sẽ xin số điện thoại của em, anh bỏ nhà anh nói. Có dễ sao đây. Ôi anh lì lắm mà sao dạ. Yeah,